Đây rồi. Ui ôi anh em ạ, hàng to. À chà, con này bự, con này bự. Ui. Con to, con to, con to. Ui vô phi to. Vô phi đỏ lom. Vít vít được cái đẹp đấy. Anh em vừa nghe tiếng vít không? Hai xin chào 500 anh em đã quay trở lại Phương Thảo Phi Sinh nhá. Thì công việc nó bận rộn quá bạn. Hết gia đình vợ con này kia thì hôm nay mới lại được đi ôm cần. Đấy, rơi khoảng một tuần nay rồi, hôm nay em lại bắt đầu vác ba lô lên và đi các bác ạ. Cảm giác bây giờ tay chân nó ngứa ngáy rồi, muốn ra phần luôn đấy. Thì đây thì địa điểm này anh em cũng đã biết rồi đấy. Hôm nay vẫn đánh ở vị trí hôm nọ. Nó lên được hai con đen rất là phê. Hôm nay em ta đánh luôn. Bây giờ nó mới là buổi sáng các bạn. Thời tiết bây giờ nó rất là mát. Mùa này, nói chung là mùa này nó vẫn còn rất là dễ chịu ấy. Bây giờ nó đang cơ vào mùa câu cá rồi. Tầm này bắt đầu em thấy như mỗi năm em đánh thì bắt đầu là vào mùa câu. Đây hôm nọ có bác hỏi em là ở vị trí nào đi vào đánh chung ấy. Mà cái chỗ này không ngồi đông người được các bạn. Chỗ này người ta cấm đấy, người ta không cho câu đâu. Đây, anh em nhìn này, xe cò sẽ... Ủa đấy nè các bạn. Đấy các bạn nhìn này, cò kia còn đang có múc có mầm nha. Hồ này nó có thời gian chắc nó cũng phải tới gần mười mấy năm nữa. Gần mười mấy năm không ai đánh mắt các bạn nhé. Không được phép đánh mắt luôn. Câu kéo cũng không cho câu đâu. Đấy, này em nói chung là cũng có quen biết mấy anh bảo vệ ở kia, anh cho vào câu đi quá ạ. Bây giờ vào tiến sâu trong kia quá nhé. Wow, anh em thấy đẹp chưa? Ấy kia còn có thanh niên đang cứ bơi quá. Con này còn con nan nan thì phải. Đấy anh em nhìn chưa? Úi, xấu hổ lắm mất tích rồi. Đẹp tuyệt vời. Đây, bãi lần trước ngồi đây. Ở hôm nay dẫn anh em đi vào sâu sâu kia thăm cái hồ bên trong các bác nhé. Kia người ta đốt cái gì trong kia kìa. Đi sâu vào trong kia một chút các bác nhé. Lên đường thôi. Ủa, anh em nhìn đâu, phong cảnh đẹp chưa? Quá là đẹp luôn, đẹp kinh khủng ấy. Rộng bạt ngàn luôn anh em ạ. 3-4 hồ liền. Đặc biệt là những hồ ở đây thì nó hàng chục năm nay, mấy hàng chục năm rồi. Hồ này nó có tương hàng chục năm nay rồi. Mà không ai đánh bắt, không ai được phép câu, không được phép đánh bắt. Ở ngoài kia họ đều có bảo vệ hết các bác ạ. May mắn cho em là ngoài kia là cái ông bảo vệ, ông này là fan hâm mộ. Thế nào ông mới giới thiệu cho. Mà trong đấy có mấy hồ to lắm, mày có vào câu thì anh cho vào câu. Đấy, thế là được vào các bác ạ. Nhưng thực ra là chỗ này không ai vào đâu. Đây anh em này, ở đấy nó còn một cái hồ nữa các bạn này. Đấy, đẹp chưa? Bỏ bề, wow. Nói phải là wow anh em ạ, đẹp cực kỳ luôn. Những chú bò này, phong cảnh các bạn thấy có kỳ vĩ không? Này, đi đâu đây? Hả? Đi đâu? Ui, cổ bị sao kia. Đẹp quá. Em nhìn cái chỗ này nó... Đây quá nhìn, em nhìn cái chỗ này cảm giác nó như một cái thảo nguyên luôn đấy. Đẹp cực kỳ luôn. Đây, các bác nhìn thấy phong cảnh đẹp chưa? Đây, hồ đây. Đây, cái hồ thứ hai đây. Đó, hồ thứ hai đấy và hồ thứ ba đây. Đẹp luôn đấy. Trong đấy mà nướng đồ ăn thì tuyệt vời. Cảm giác nó yên bình thật các bác. Còn đi ra thôi, về cái hồ đầu tiên đánh các bạn. Đánh đúng cái ổ nọ thì nó sẽ chuẩn bài hơn là mình đánh này cổ. Đánh này cổ lại phải nuôi rất là mệt các bạn. Phể quá. Này mà lên được hai con chấm đen nữa thì tuyệt vời luôn. Cái gì đây? Cái này là cái rối không? Cái này là cái rối anh em nhỉ? Như rối không nhỉ? Không phải. Nhìn rất giống cái rối mà không phải. Em đang đi săn mấy cái rối đây mà. Chứ tìm cái nào? Cái này là cái gì? Nhìn lá giống lá rối không phải các bạn. Chìm hót sướng quá. View view. Cỏ đây nó mọc rậm quá. Ok đấy anh em ạ. Mát, thoáng mát đấy. Rồi, bây giờ để xe lấy đồ gác đánh luôn anh em nhé. Triển khai luôn, muộn. Ê, Hồng Huynh đấy anh em ạ. Cây số 3 tối qua em bỏ ra, em lau chùi em mới để anh em mất thôi.
đèn tích nhỉ. Ê, trời ơi. Này còn gì chán hơn các bác ơi. Săn hàng đánh 6-3 thì hợp lý, hồ rộng mà. Tối qua đem ra lau chùi buộc dây trục lại cẩn thận đi. Nên để ở nhà cũng đau đầu quá. Đánh 4,5 m thì hơi ngắn nhỉ. Mà bây giờ chạy về nhà lấy thì hơi muộn. Ôi trời, đánh 4,5 m cũng được đi. Còn hơi đen anh em ạ. Săn hàng nó phải đánh tầm khoảng 6,3 ra này nó sẽ hợp lý hơn. Đánh 4,5 m thì chỉ có loại cá nhỏ nhỏ nó gần bờ thôi. Thôi không sao, này đánh 4,5 m các bạn nhé. Chung là cầu mong này may mắn đi. Hơi đen đấy. Hàng nóng thôi anh em ơi. Mang cả thùng cá này, hôm nay biết là tôi còn nào. Đồ ăn trưa, bánh mì và túi cám, điện thoại. Nhiều lắm, này mang này hơn cân đấy anh em ạ. Là mấy cục sầu đó các bạn ạ. Vào đi. Các con nó nhấp soi anh em ạ, nó tỉa vớ vẩn. Đấy. Wow, rô phi to. Đấy, giờ rô phi thế này mà nó nhấp vớ vẩn cho anh em này. Người có bác nhìn này, con này đẹp thế này mà nhấp rất vớ vẩn nhé. Cái này mà thật sự với anh em mà em không zoom phao à, khẳng định các bác không thể nhìn được phao nó nhấp luôn. Đấy, nhấp rất vớ vẩn, cá ngon thế này mà. Vào. Để mà gỡ nữa đàn hoi bác nhé, nó sậy. Đây, quá nhìn con hàng đẹp hết này mà nó. Quá nhìn đây. Nếu mà không zoom phao này em không thể nhìn được, mà có zoom phao tí về em cắt thì khả năng các bác nhìn mà khó nhìn đấy. Đây, đẹp thế này cơ mà. Không mà túi đã. Cá nó gầy quá anh em ạ. Bọn này nó không có đồ ăn này, các bác nhìn, cá nó gầy nhom. Cá nó bé gầy. Gầy ngon đấy các bác ạ. Gầy mà gầy ngon đấy. Được con đầu tiên sống rõ. Em đầu tiên cũng cứ nghĩ là cá mương đấy anh em ạ. Bởi mình không thấy nó lún mấy, chỉ thấy nó tỉa tỉa vèo vèo vớ vẩn thôi. Thế mà đóng bất đầu rô phi. Tỉa vớ vẩn mẹ rô phi đấy. Đây rồi. Ui dồi ôi anh em ạ, hàng to. Đây rồi. Ui dồi ôi anh em ạ, hàng to. Á chà, con này bự. Ui. Con to. Ui rô phi to. Rô phi đỏ lom. Vít được cái đẹp đấy. Anh em vừa nghe tiếng thít không? Rô phi đỏ lom. Này các bác này. Này anh em nhìn này, rô phi này, cầm hết sức cẩn thận các bác nhé, to chưa? Anh em con này thấy hỏi các bác bảo có ngon không? Thật sự các bác là cá thiên nhiên, các bác nhìn nó mỏng như tờ giấy. Cá sâu mỏng như tờ giấy, anh em nhìn cá gầy nhá, gầy decimolet nhưng mà ngon thật. Con này rít được quả đẹp quá các bác ạ. Không biết là âm thanh con nó có ghi lại không, nó rít cái vẹo quá. Cảm giác đánh nó bất ngờ. Đóng một lưỡi. Đấy. Thịt ngon lắm.
Con này tuy nó mỏng nhưng mà được nếu lấy được hai cái mu này còn thấy gọi thì cực kỳ ngon các bác ạ. Chất lượng đấy. Giống này kẻ rán thì cũng rất là ngon đấy, nhưng mà thấy gỏi ngon hơn. Mồi hôm nay em làm nó dẻo quá, hơi hớt, qua ngâm hơi nhiều nước. Cuộc sống này nó dân dã lắm anh em ơi. Đi nào về mệt lại ra đi câu này, nó giải trí. Nó thư giãn sướng hả con người. Phê nhất là cái lúc giật xong bắt đầu là con cá nó rít cái véo phát mà không biết là cá to cá bé rồi. Chân tay mình nó cảm giác nó run này bẩy đấy anh em ạ. Sướng đấy. Mỗi người có cái sướng, em cứ kéo cá này em sướng rồi. Đây rồi. Ai à. Ủa chép anh em ơi, hè hè, chép. Ủa chép anh em ạ, nóng thẳng mọi người. Ủa, cá mày đánh lên cả chép các bác này. Chép nhỏ anh em ạ. Chép này mà thả đi các bác nhé. Ủa, đừng dẫy. À, thả đi. Hè hè. Lên là con chép mà nó bé quá, thả đi anh em ạ. Chép mà cho ông táo. Chép ông táo, chép còi, không lớn được. Nhiều các bác bảo cứ đánh lục mà giật nó chết luôn, nó chẳng chết đâu anh em ạ. Em giật cá về nhà em thả bể em nuôi nó không có chết đâu. Các bác cứ bảo chết không chết đâu. Giống này trông thế thôi, đóng vào mình không chết đâu. Đóng vào mồm rồi nó mới còn sợ chết. Đóng vào mình thì thoải mái các bác ạ. Lên ngay em chép. Cá thiên nhiên này nó không có to. Ăn may nào gặp con hàng thôi. Đây rồi. Ấy dạ, con này được. Con này to đấy anh em ơi, thịt trắng chưa? Phê. Đây con này thịt trắng cho anh em này. Rồi có gì này. Ai. Phê chưa các bác này. Đấy, coi nhìn này ngon chưa? Hùng bụng gầy nhá. Cho vào đây. Dậy làm gì? Dậy làm gì? Đóng hai lưỡi cơ mà. Hai chú. Cá ngon đấy các bạn ạ. Câu những con rô phi này thấy là nó là chất lượng anh em ạ. Vừa tầm rán. Mồi hôm nay em đi làm hơi rẻo. Lục phi này mới là lục phi ngon. Thank you.
Ơi rồi, con to anh em ơi, đè quả được đấy. Con này bự này, bự. Đóng quả xích mồm. Chà chà, con này to. Wow. Này, anh em thấy hàng đẹp chưa? Wow, đóng xuyên hai mồm anh em nhìn này. Ủa. Thế đấy, con này bự này, con này ăn này mới ngon anh em ạ. Con này dày mình. Không như con nào trong phi đỏ vào đấy. Đừng dậy. Con này dày mình lắm. À, dậy căng thế. Dậy căng đét luôn. Anh em thấy con này to mà cắn rất vớ vẩn nhá. Này, quá nhìn nhá. To ra trắng mà cắn rất là vớ vẩn. Nó hơi mím. Với sự nhạy bén của thằng con trai con Trinh thì nhái vớ vẩn chết luôn. Ôi rồi, con to anh em ơi, nè quả được đấy. Á, à, sao con to anh em ơi, ui rơi rồi. Ui, con to đấy rồi, phí thế. Con đấy cho nó đóng một tí vào mồm, rách mồm anh em ạ. Được con đẹp thế rồi. Đóng mỗi tí vào cái môi của nó. Đóng mới tí vào môi, rách môi mất. Đây rồi. Ấy chà. Ui ôi, anh em một con giếc to chưa? Ui trời ơi, anh em một con giếc to chưa này? Con này to chưa? Ui nó đóng vào mang chảy, đóng máu này các bác này, đóng thẳng mang. Giếc đóng vào mang các bác ạ. À. phê chưa anh em ạ? Đóng thẳng mang. Rồi, oải luôn. Nhấp rất là nhẹ các bác nhé. Đẹp nha. Ui giời. Khỏe nhớ nhỉ. đóng lại mất dãy luôn anh em ạ. Đóng thẳng mang luôn. Phê thế. Nó hơi tăm. Rồi, thành quả của em này các bác này. Cũng được mấy con to phết đấy. Này được một chú chép nữa. Một chú chép này nhỏ em thả rồi. Thế này mà không được bữa à. Được mấy con to anh em này. Được một con rô phi to, một con giếc to luôn đấy. Đâu, rô phi được 2 con to. Mới là một con giếc cụ. Con này ok rồi. À, về thôi anh em nhé. Giật thế này, đánh nục thế này là tuyệt vời đấy. Được con này to nhất này. Con này rô phi đỏ này. Mới được con giếc ngon. Con này sướng chưa các bác này. Giật con này nó víu này. Đấy, con này sướng nhất. Kẻ nào nó được 3-4 con như thế này nó sẽ đẹp quá nhỉ. Về đây anh em ơi. Về rán thôi.